Thái Lan giới thiệu loại sầu riêng không nặng mùi. Đã đến lúc bất kỳ ai cũng có thể ăn sầu riêng rồi, vì Thái Lan vừa mới tạo ra loại sầu riêng ăn vẫn ngon nhưng không có mùi khó ngửi nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ai thích ăn sầu riêng trong nhà thì cứ ăn, khỏi sợ gia đình kêu ca. Sầu riêng là thứ quả giàu dinh dưỡng, nhiều người coi là rất ngon, nhưng có nhiều người cũng phát sợ vì thứ mùi rất nồng và khá khó ngửi của nó. Nhưng giờ thì sầu riêng có thể thưởng thức bởi bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, vì loại sầu riêng không nặng mùi mới được giới thiệu ở Thái Lan. Giống sầu riêng Pak Pak Chung Khao Jai này được trồng ở tỉnh Nakhon và mới đây đã được bán ở một hội chợ sầu riêng tại quận Pachong do Tổng cục Du lịch Thái Lan đồng tổ chức. Nó được miêu tả là ngọt và khô ráo, các múi không bị nát và quan trọng nhất là không có mùi khó ngửi đối với nhiều người. Tại hội chợ này, nhiều người nổi tiếng đã tới để ăn thử sầu riêng không nặng mùi này. Thái Lan là nước xuất khẩu sầu riêng hàng đầu thế giới, năm ngoái thu về đến 5 tỷ đô la, tương đương với hơn 117.000 tỷ đồng từ xuất khẩu sầu riêng. Mặc dù sầu riêng được ưa thích ở nhiều nước Đông Nam Á và Trung Quốc, nhưng ở các nước khác thì sầu riêng lại là loại quả gây nhiều tranh cãi vẫn là do cái mùi của nó. Năm 2018, một chuyến bay của hãng hàng không Indonesia đã phải hoãn chuyến bay 60 phút sau khi hành khách kêu ca về một mùi không thể chịu nổi. Hóa ra đó là mùi mấy túi sầu riêng. Phải đến khi sầu riêng được bỏ hết ra khỏi máy bay thì máy bay mới có thể cất cánh. Năm 2019, sinh viên và nhân viên ở Đại học Canberra Úc đã phải sơ tán khi có mùi khí độc. Hóa ra là do sầu riêng được để gần cửa thông khí của thư viện. Đội cứu hộ đã được gọi đến và dựng quả sầu riêng này vào một cái túi kín để đem bỏ đi. Ở nhiều thành phố, người ta còn cấm mang sầu riêng vào phòng khách sạn hoặc lên các phương tiện giao thông công cộng.